ta trời sinh đã là nhân vật phản diện chấp 130. Đúng rồi, vị này là đồ đệ hy giao của lão hủ, công tử hai người có thể làm quen một chút. Vãn bối bái kiến hy giao nữ hoàng. Đây chính là người cầm quyền yêu giới đại danh đỉnh đỉnh sao. Một cỗ pháp thân ở đây đã có thực lực chuẩn trí tôn. Không hổ là lão quái vật hơn 6.000 tuổi. Trường ca thiếu chủ không cần khách khí, ta dù ở yêu giới xa xôi, nhưng cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về trường ca thiếu chủ. Hôm nay, vận mệnh của thế hệ trẻ, Trừng ca thiếu chủ e là đã độc chiếm bảy phần. Nữ hoàng quá khen, Vãn Bối có tài đức gì đáng để nữ hoàng khen ngợi như thế? Vãn Bối lúc trước cũng đã nghe nói rất nhiều tin đồn về nữ hoàng, hôm nay gặp được, phát hiện những tin đồn kia cũng chỉ là những lời hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Ta đây ngược lại có chút hứng thú, không biết tin đồn Trừng ca thiếu chủ nghe được là gì. Và, thấy thế nào? Đại nghịch bất đạo, giết cha giết chồng, dù sao cũng không có chuyện tốt. Nghe đồn đều nói nữ hoàng lòng dạ độc ác, có tâm địa rắn rết, họa loạn yêu giới. Cho nên cô mẫu mới nói, những thứ này cũng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, dù sao. 6.000 năm trước, yêu giới vì lục đế địa vị ngang nhau, chiến loạn nổi lên dân chúng lầm than, là chuyện như cơm bữa. Mà lục đại yêu đế bảo thủ, không thông thay đổi, không để ý tầng dưới chót, cứ thế mãi, thịnh cực mà suy, khí vận yêu giới chắc chắn suy kiệt. Nếu không có nữ đế, chứ không nói yêu giới khó có thể thống nhất, lại càng không có bốn phương an bình phát triển như ngày hôm nay những thứ này không phải là công lao của nữ hoàng sao nhưng thế nhân đều ngu muội không hiểu đạo lý muốn thay đổi thì phải trả giá luận qua bất luận công lao mới khiến nữ hoàng bị cộng đồng đánh giá thế nhân đều ngu muội chủ nhân lúc trước cũng nói như vậy sau khi tiểu tử ngươi nói lão hủ cảm thấy lời giải thích của cố công tử hẳn là rất gần với suy nghĩ trong lòng hy giao trường ca thiếu chủ đây là đang bất bình thay ta nhiều năm như vậy không ngờ chỉ có duy nhất trường ca thiếu chủ giải được trước chưa bao giờ ngờ sẽ có người cùng suy nghĩ với ta. Theo vãn bối xem ra, nữ hoàng vì yêu giới mang đến thay đổi, công lớn hơn tội, có thể xưng là thiên cổ nhất hoàng. Trường ca thiếu chủ mới tới, vẫn chưa quá quen với chân tiên thư viện, trùng hợp ta cũng từng ở đây. Không biết hôm nay ta làm người dẫn đường, thiếu chủ có hài lòng không? Nữ hoàng nói đùa. Nữ hoàng dẫn đường cho vãn bối, phải nói là cực kỳ vinh hạnh, trường ca làm phiền nữ hoàng như thế, sao lại không hài lòng chứ? Trường Ca thiếu chủ còn nơi nào muốn đến hay không? Hệ thống nhắc nhở, phát động sự kiện khí vận. Con của yêu đế trở về. Hà, vì sao không nói gì nữa? Trường Ca thiếu chủ. Ừm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện vui vẻ. Đa Tạ nữ hoàng dẫn Trường Ca tham quan. Nếu nữ hoàng không chê, về sau có thể gọi ta là Trường Ca. Bằng không luôn cảm thấy có chút lạ lắm. Được thôi, Trường Ca thiếu chủ. Không biết yêu giới gần đây có thái bình hay không. Trường Ca chưa bao giờ đi qua, ngược lại có chút tò mò năm đó yêu giới ngũ đế tung tích không biết không biết thế lực phía sau bọn họ có làm cho nữ hoàng tăng thêm phiền toái không hừ dư nghiệt ngũ đế kia cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi luôn âm thầm dục dịch nhất không nổi sóng to gió lớn thứ cho trường ca nói thẳng nữ hoàng tuyệt đối không được sơ xuất dù sao ngài thân ở địa vị cao không thấy được bùn lầy trong bóng tối không chừng ngũ đế để lại hậu thủ gì chờ lúc ngài lơ là thì sao không thể nhắc nhở quá rõ ràng tránh bị nghi ngờ hậu thủ của ngũ đế Nữ hoàng cần phải điều tra rõ kẻ thù đã diệt cỏ tận gốc hay chưa, dù sao cũng có chút tai họa sẽ che giấu tai mắt người khác khi người không chú ý, lây lan như cháy rừng. Đạo tiên sư muội, ta chờ ở chân tiên thư viện đã lâu. Tử Dương Thiên Quân. Kiếp trước ta đã dập mọi cách trước Phật, ta cũng không thể đổi lấy ngươi nhìn lại ta một lần, ngươi đã từng không chịu dừng lại truy đuổi đại đạo bước chân, ta cũng không ngừng truy đuổi bước chân của ngươi. Nếu cả đời này ngươi vẫn không chịu ngoái đầu nhìn lại vì ta, đó chắc chắn là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của ngươi. Không biết là sau khi ngươi niết bàn đạo cốt tốt hơn một bậc, hay là hồng mông đạo cốt của ta độc nhất vô nhị. Để cho ta dùng tiên đạo thiên nhãn, nhìn trộm một mảnh vỡ tương lai của ngươi. Mùi máu này, nhạt dần. Đạo tiên sư muội, đây là tương lai của ngươi. Với tính cách và thiên phú của ngươi, vì sao cả đời này ngươi lại rơi vào kết cục như thế? Tên này, hắn. Hắn không phải là biểu ca của ngươi sao, sao hắn có thể làm vậy với ngươi tên này lúc trước đón ngươi về nhà chuyện trả lại đạo cốt cho ngươi đều là hắn diễn cố trường ca ngươi quả nhiên không phải người tốt gì đào cốt trả muội muội đúng là chuyện nực cười ồ thú vị đấy cái gì hắn hắn để ý đến mình từ tương lai không không thể nào dù sao thì tên này cũng không đơn giản như vé bề ngoài hắn còn đáng sợ hơn cả tin đồn gấp trăm lần cố trường ca Tuyệt đối là quái vật, phải cẩn thận hắn. Ca ca, tiên ma thể là gì vậy? Tiểu Y, muội chỉ cần biết muội rất lợi hại là được rồi, muội xem, các vị trưởng lão đều tranh nhau thu muội làm đồ đệ. Không có muội, ta không thể vào được nơi này. Nhưng mà ca ca, ta không muốn tu hành, những ánh mắt các vị trưởng lão kia nhìn ta khiến ta sợ hãi, cảm giác bọn họ cũng không coi ta là một người. Giới tu hành quá tàn khốc vô tình, ta rất sợ. Tiểu Y, đừng suy nghĩ quá nhiều trách ca ca vô năng không thể bảo vệ muội và cho muội một cuộc sống vô lo vô nghĩ ca ca huynh đừng nói như vậy ca ca tốt với tiểu y nhất tiểu y biết ừm nếu như ngày đó các trưởng lão không xuất hiện chúng ta có thể đi theo trường ca thiếu chủ tiểu y cảm thấy trường ca thiếu chủ khác với những người khác nha đầu ngốc nhân vật như trường ca thiếu chủ không chừng ngay cả tên của hai chúng ta cũng không nhớ được muội cũng đừng ôm ảo tưởng gì với hắn chúng ta căn bản không phải người cùng một thế giới hở Ca ca huynh nói bậy bạ gì vậy? A, à, ta làm gì ảo tưởng, ta chỉ là muốn về sau có cơ hội hảo báo đáp hắn. Hai, nếu như không có sức mạnh, mãi mãi cũng chỉ có thể bị người khác lựa chọn, mặc cho người khác bài bố. Bất luận như thế nào, ca ca về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt muội. Trừng ca thiếu chủ. Oa, wow, chân nhân thật có khí độ. Ta cảm thấy cho dù trong thập đại danh sách, Trừng ca thiếu chủ cũng là tồn tại của top 3 không biết trường ca thiếu chủ ở đây là vì chuyện gì. Vương trưởng lão, ta đang đợi một người. Ồ, chẳng lẽ là vị hôn thê của trường ca thiếu chủ, minh không công chúa sao? Hả, có chuyện gì vậy? Cô trường ca sao? Lần trước ngươi chịu thiệt thòi lớn trong tay hắn, hôm nay đến chân tiên thư viện, có bọn ta làm chỗ dựa cho ngươi, không cần lo lắng. Ừm, ta biết rồi mạc lão. Không còn cách nào, minh không cô ấy muốn bắt buộc ta tới đón cô ấy, nổi giận như một đứa trẻ. Thì ra là thế, tình cảm giữa trường ca thiếu chủ và minh không công chúa tốt thật. Thiếu chủ cứ tự nhiên, lão phu tiếp tục sàng lọc đệ tử học viện. Danh xương, 5.100, mời, là ảo giác sao? Sao mình có cảm giác hắn ta đang quan sát mình? Xem ra ngươi đã tiếp nhận thân phận mới là người thừa kế ma công. Có lão giả trí tôn cảnh chân tiên thư viện bên cạnh, chắc hẳn là người của tổ chức ma công rồi. Ha! Thay hình đổi dạng lại tìm chỗ dựa, cho rằng ta sẽ không giết chết ngươi sao. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.